Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm về những điều mà bạn vẫn chưa biết về Granny phần 3. Chúng ta sẽ nói đến những điều thú vị hay là kỳ lạ. Mọi người nhớ xem hết video để có một kiến thức sâu về Granny nhé. Đến gara thì chiếc xe này hồi 1.4 nó rất cũ rít, chiếc xe đó không có một thứ gì trong xe, xe hồi 1.4 có màu nâu, xe rất chỉnh chu nhưng không lái được và hiện tại xe có màu trắng và nâu. Bị rỉ rít rất nhiều mặc dù xe hư hỏng nhiều nhưng vẫn lái được. Đến với chỗ gara, sau bức tường này là không có gì phải mở các móc khóa để mở ra mà bức tường này là sau của bức tường đó. Nhưng phiên bản 1.4 nó được ghi khắc bằng máu của nạn nhân trước đó, nó ghi là You cannot escape, là bạn không thể thoát. Mặc dù đã có cốt nhưng nó không ghi chữ số mà nó ghi chữ cốt thông thường, việc này thì developer lại để cái cốt này cho đến 1.0 đến 1 tháng 8 một cách khó hiểu. Mình nói thử thôi chứ có lời ở phần không để ý đến mặt mỏ của cô. Và các đồ vẫn trang trí chỉ để làm cho căn nhà đầy đủ, ví dụ như này. Các bạn có biết chiếc xe lăn này có mục đích này là gì không? Chiếc xe lăn này là thứ mà nạn nhân cũ đã bị giam cầm để ăn thịt nạn nhân đó. Lý do vì sao nạn nhân cũ lại có chiếc xe lăn này là bà Granny đánh nạn nhân cũ bị gãy chân để ngồi lên xe lăn, và đến ngày cuối cùng bà Granny sẽ ăn thịt họ một cách dã man. Mục đích của cái đấm tay này là thứ mà dùng tay để đấm player nên lực tay của bà Granny rất mạnh nhưng vẫn thua ông Grandpa. Và tại sao lại có vũng máu này thì theo khách quan là ý kiến mình là Granny đấm nạn nhân trước đến đai và tạo ra vũng máu này, suy ra tiếp tục nữa là Granny đã bỏ xác của nạn nhân vào bao này. Đến với Granny 2 thì sự vô lý rất nhiều thứ, ví dụ như thứ này, cánh cửa phía trước thì có kính nhưng đằng sau thì đéo có gì mặt sau của kính. Các bạn có biết rằng nếu như không đọc thuộc quyển sách How to lái máy bay thì bạn sẽ ngủ, nhưng bạn là nhân vật chính nên sống tiếp tục và phải phá đảo hai lối thoát còn lại. Kể từ phiên bản cũ, Granny ở sảnh chờ có một chi tiết nhỏ là đầu của bà Granny lắc qua lắc lại trong một thời gian, có một good ending được thêm vào để tăng thêm độ khó. Nếu các bạn nhặt con gấu Teddy để vào nôi sẽ có good ending mới, nhưng nói thế thôi chứ khá ít người làm ending này, vì nếu cầm gấu Teddy thì bà Granny sẽ ức chế và làm thêm sự khó. Và vì sao Granny ức chế thì gấu Teddy là thứ mà bà Granny đã tặng cho Slendrina nên ai cầm vào sẽ làm cho gia đình bà Granny ức chế. Đến với một chi tiết nhỏ ở Granny iOS. Các bạn chơi trên iOS sẽ thấy Granny luôn cầm trên tay mình một cây gậy, nhưng là cây gậy màu tím. Vì sao lại có nó thì developer không để ý đến cây gậy nên developer đã quên sửa lỗi đó. Những vết nứt này là nạn nhân trước đó đã khắc bằng tay khi nạn nhân trước đó không biết thoát ra ngôi nhà và tạo ra nhiều manh mối còn lại.
Grandi Chapter 2. Nếu các bạn tra trên Google Grandi The Next Chapter, nó sẽ ra một số hình, và lý do đó thì Grandi 2 mới ra mắt, thì Grandi 2 thì có tên là Grandi The Next Chapter. Vì developer thấy tên này chưa có hay nên đã đặt tên thành Grandi Chapter 2. Tiếp tục Granny 2 thì đến với con pet bạch tuộc, thì chúng ta bắn vào bạch tuộc thì nó sẽ gầm gừ lên. Và một lỗi nhỏ của developer, các bạn có nhớ cái kê đồ ở Granny 1 không? Chính nó đó, và developer định đem sản phẩm của Granny 1 sang Granny 2, nhưng tại sao developer lại không tiếp tục làm mà lại để nguyên như vậy thì mình không biết, nhưng suy đoán của mình thì developer đang làm thì không thấy phù hợp nên bỏ nó và quên xóa bỏ nó. Các bạn có biết đĩa nhạc radio trong Granny 2 không? Nếu các bạn điều tra thì sẽ thấy đó là nhạc của FagerTF tạo ra. Nhạc Granny House có 433 triệu lượt view. Và DV Popper đã cảm ơn bằng cách đem bài hát này vào tựa game. Các bạn có thể tự sát bằng cách vào hòm gai này rồi dùng súng bắn vào cần gật rồi đai. Cháu của bà Granny không để ý ai, khi ai đó cho nó ăn sẽ không bị kêu, nếu không cho nó ăn sẽ kêu, nên bà Granny cứ đem thức ăn cho thằng cháu ngu si này. Các bạn có thể dùng người của ông bà để băng qua chỗ nước này một cách dễ dàng bằng cách giết ông bà, nhưng từ chế độ khó trở xuống, chứ chơi chế độ extreme thì thôi. Tại sao anh rể Nofenratu lại bị giam trong một cái hộp gỗ này thì tôi không biết, nhưng tôi sẽ giải thích là ông bà giam thằng cháu rể này vì nó đã phản bội cháu Slendrina hồi mà chưa kết hôn. Nên ông bà không để cháu gái của mình không bị nên giam cầm anh rể lại. Dương này gia chủ của căn nhà này, và ông bà Granny không có tiền để xây nhà nên ăn ba tô cơm với rồi chiếm lấy căn nhà. Trên tàu ngầm có hai từ là hell là địa ngục và freedom là tự do. Chúng ta phân ra có hai nghĩa, địa ngục là những người làm tội ác nên ông bà tạo ra cụm từ này. Hai, freedom tự do làm cho con người tự do và không sống trong một ngôi nhà horror này, nên khắc sâu trong hai từ này là một đường là xuống địa ngục và một đường là tự do của con người. Có một lỗi bắc nhỏ, các bạn dùng một vật gì đó làm tương tự như này. Ở chế độ Impossible, ông Grandpa cầm súng shotgun bắn ta một lúc, trong 3 giây ông ta sẽ nạp đạn rồi bắn player. Ở chế độ này khó như vậy thì cũng người phá đảo.